Bạn mong muốn làm một mẫu hoa đẹp để tặng những người thân yêu của mình. Bạn muốn chính tay bạn làm một bó hoa để tặng người yêu. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẫu hoa này vô cùng là đơn giản và ai cũng có thể làm được, với cái mẹo để giúp cho cánh hoa nó đều như thế này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thực hiện cái mẫu này để giúp cho các bạn có thể dễ dàng thực hiện một bó hoa để có thể tặng những người thân yêu của mình, với một cái ý nghĩa là các bạn tự mình làm nên những bó hoa các bạn nhé. Để làm được mẫu hoa này nhé, thì chúng ta sẽ cần đến giấy ở đây. Giấy đây các bạn cắt đi thôi. Tất cả 5 tờ giấy mà các bạn nhận được nhé. Các bạn cắt làm 4 cho tôi ạ. Đây. Cắt đôi này. Sau đó thì cắt tiếp đi. Như vậy là chúng ta được làm 4. Sau đó thì chúng ta sẽ dán như sau. Chéo này. Để chéo ra cho các cái tay này nó bằng nhau nhỉ. Đấy, 4 tay bằng nhau này. Các bạn ghim vào. Nếu không có ghim chúng ta dùng băng dính được nha. Đấy. Chúng ta ghim luôn vào như này như thế nhá. Ghim hai đầu bên này. Đấy. Sau khi ghim xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả 4 mảnh như thế này luôn. 4 tờ như này hết nhé. Sau đó thì còn một tờ còn lại thì các bạn để dưới này làm chân. Rồi, rất là dễ để chúng ta có thể làm được mẫu này nhé. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm này. Dùng cái thế này. Các bạn không có keo như mình, các bạn có thể dùng keo keo dán giấy cũng được nhé. Hoặc không cần keo cũng được. Đấy. Cắm một bông ở giữa này. Đây là 6 bông xung quanh. Đó, như vậy là xong rồi, vào trong nhé. Đó, tiếp đến vòng ngoài. Xong cái vòng này nhá, thì chúng ta đã được 18 bông rồi. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đến vòng ngoài này. Như vậy là chúng ta đã cắm xong một cái bó này 35 bông rồi nhá. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ cắm cái này điểm này xung quanh này.
Vậy là chúng ta đã cắm xong. À, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bó nhé. Đây nhé, các bạn cầm cái gì nữa này, ta đẹp vào đây, ôm vào. Khi được như thế này nhá, thì chúng ta sẽ dùng đến băng dính, các bạn cuốn nó lại. Để cuốn được chắc, các bạn kéo căng băng dính ra chứ. Kéo căng băng dính. Mục đích của việc mà chúng ta, mục đích của việc mà chúng ta dán này sẵn này này, là đó là việc là chúng ta làm thế nào cho các cái tay nó đều nhau. Đấy. Tương tự như vậy thì đối với cái mảnh thứ hai chúng ta cũng làm như vậy. Để bên cạnh. Rất là dễ để các bạn có thể làm được bó hoa này nha. Đó. Đây cũng thế. Khi mà mình dán sẵn rồi mình có thể cái này cũng thế. Cái này nếu mà nó còn nhỏ như này chúng ta dùng hai mảnh thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái bó hoa, cái cánh này nó rất là đều để chúng ta đệm đây rồi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng đến hai chuyện như cái mảnh thừa này, chúng ta sẽ ôm ở ngoài một xíu. Rồi, sau đó thì bốn mảnh còn lại các bạn dùng cái giấy này. Bốn mảnh còn lại nhá, các bạn dùng cái quấn vào đây ạ. Đúng rồi, cái chân này. Hai đầu đối diện nhau, quấn đối diện. Với cách này thì bạn nào cũng có thể làm được một bó hoa như thế này thôi, không cần phải biết mấu, không cần phải biết bó luôn nha các bạn. Ai cũng có thể làm được một bó hoa như thế này luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái gì?
với cách làm vô cùng là đơn giản thì ai cũng có thể làm được mẫu hoa như thế này. Bên nhà mình có bán cái set này, nếu bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên mình nhé, bên mình sẽ gửi cho bạn set này để bạn có thể tự làm một bó hoa xinh xắn để tặng người thân yêu nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.